Hello các bạn, lại là Phúc đây. Nhà Phúc ở tận bên quận 8 mà được một người bạn bên Bình Tân giới thiệu có một cái quán bánh cuốn Hậu Giang rất là ngon, cho nên sáng hôm nay là một ngày cuối tuần cho nên mò qua tới nơi để review cho các bạn nè. Ở đây bán ngon đúng với lời đồn nha. Ngay đường tên lửa vừa chạy qua khỏi Eon Bình Tân thì các bạn quẹo phải vào đường số 1, quán sẽ nằm tại số 160 đường số 1 phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Phúc phải công nhận là nhân bánh cuốn ở đây rất là ngon, một dĩa full topping rất là chất lượng mà chỉ có giá là 35.000 đồng một phần mà thôi. Nếu mà không thích bánh cuốn thì các bạn còn có thể ăn bánh ướt nữa nha. Ở đây bán hai món chính là bánh cuốn nóng và bánh ướt. Bánh sẽ được tráng tại chỗ cho nên nóng và thơm ngon. Quán sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng cho đến 11 giờ rưỡi trưa. Buổi chiều sẽ bán từ 3 giờ chiều cho đến 9 giờ tối mỗi ngày. Bánh sẽ được tráng mỏng cho nên ăn không có bị ngán. Nhân ở đây bao gồm nấm mèo, củ sắn và thịt heo. Nhiều quán thì sẽ làm nhân bằng ba rọi heo băm nhuyễn, còn quán đây thì thịt heo sẽ được cắt thành từng viên cho nên đảm bảo là các bạn ăn sẽ thấy được sự khác biệt rất lớn đó nha. Hôm nay thì Phúc gọi hai dĩa bánh cuốn ăn kèm với lại chả lụa, chả chiên, chả quế, nem chua và một phần bánh tôm chiên. Bánh tôm chiên đây vàng thơm dữ lắm. Lúc một Phúc tới á, thì quán bảo là hết bánh tôm rồi, vậy mà có 3-4 vị khách chờ chừng nào có bánh chiên xong thì mới về. Một điều khiến Phúc thích là rau và dưa leo ăn kèm sẽ để một cái dĩa riêng và khá là nhiều. Bạn nào thích ăn rau dưa leo thì cứ bỏ vô và trộn chung, chan nước mắm chua ngọt lên trên nếm rất là vừa miệng, và một ít ớt nếu mà bạn nào thích ăn cay thêm một nắm hành phi lên trên là có thể thưởng thức rồi đó. Đối với Phúc thì một dĩa 35 ngàn như vậy rất là chất lượng nha. Nem chả ăn kèm rất là ngon, đặc biệt là bánh tôm là một trong những thứ không thể bỏ qua. Nếu như các bạn thích cái review này thì đừng quên ủng hộ Phúc nha. Phúc sẽ cố gắng chia sẻ thật nhiều những địa điểm ăn uống ngon rẻ bình dân ở Sài Gòn cho các bạn tham khảo nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video review ngày mai.